đã quay trở lại với Bóng Đá 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về môn thể thao vua. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để nhận được những thông tin về các bảng xếp hạng cũng như theo dõi trực tiếp các trận đấu nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả cùng đến với những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các tin tức bóng đá tổng hợp của chúng tôi. Đầu tiên, đội tuyển Thái Lan đã lột xác và đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất như thế nào? Không có Chanathip Songkrasin lẫn Thitithfan Kuongchan, nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với tỷ số 2-1 ở lượt đấu thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Việc vắng bộ đôi ngôi sao đang chơi bóng tại Nhật Bản không hề làm đội tuyển Thái Lan suy yếu, mà trái lại, vào chiến vẫn có những nhân tố làm hài lòng huấn luyện viên Nishino như Sarak Yunyan và Phitiwat Suchitthamakul ở giữa sân, khi bộ đôi tiền vệ trung tâm này đã hoàn thành xuất sắc việc đánh chặn cũng như tổ chức tấn công. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Dangda trong đội hình chính với vai trò tiền đạo cắm. Kinh nghiệm và sự lọc lõi của tiền đạo đang khoác áo Mongthong United đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho Thái Lan sau một pha đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, sự khác biệt nhất so với trận đấu trước đã được tạo ra từ cầu thủ mới 20 tuổi Ekanit Punia. Chính Punia là người thực hiện cú treo bóng để Dangda mở tỷ số và cũng chính anh là người kết liễu các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với pha chọn vị trí rất thông minh. Ngoài Ekanit Punia chơi cơ động, tinh quái, đội tuyển Thái Lan còn có một mũi khoan khác là Supachok. Cầu thủ mới 21 tuổi này không chỉ chơi bóng tốc độ, khéo léo mà còn rất táo bạo trong những pha tăng tốc. Nhìn từ trận đấu với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, có thể thấy sơ đồ 4-2-3-1 của đội tuyển Thái Lan đã có sự cân bằng giữa các tuyến. Trong đó, khả năng xuyên phá trên hàng tấn công đã được cải thiện rõ rệt, mặc cho họ không có một nhà tổ chức kiểu Chanathip Songkrasin. Tóm lại, Thái Lan đã thực sự lột xác với những điều chỉnh chiến thuật phù hợp và đặc biệt là cách sử dụng con người phù hợp của huấn luyện viên Akira Nishino. Hậu vệ Thái Lan khen ngợi hết mực huấn luyện viên Nishino. Sau trận thắng 2-1 trước các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, hậu vệ Nitipong Selanon của Thái Lan đã dành lời khen ngợi hết mực cho huấn luyện viên Nishino. Nitipong Selanon là người được huấn luyện viên Akira Nishino lựa chọn để thay thế cho Tristan Đỗ. Hậu vệ cánh mang áo số 13 đã thi đấu ấn tượng khi đóng góp pha kiến tạo để Punia lập công ấn định tỷ số trận đấu. Chiến thắng này giúp Thái Lan vươn lên vị trí nhất bảng với 7 điểm, bằng điểm với Việt Nam nhưng hơn về mặt hiệu số. Đây cũng là lần đầu tiên sau 15 năm kể từ năm 2004, đội tuyển Thái Lan mới đánh bại được các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tại một giải đấu chính thức. Trong niềm vui chiến thắng, Nitipong chia sẻ: "Đây là một sự bắt đầu tốt dành cho bản thân tôi. Tôi có cơ hội ra sân và đội giành chiến thắng, điều đó thật vui mừng. Thật lòng tôi đã cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ rằng mình được huấn luyện viên trưởng lựa chọn. Có lẽ huấn luyện viên đã thấy tôi chơi tốt ở trận hòa 1-1 với Cộng hòa Congo. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục là một phần của đội tuyển ở những trận đấu sắp tới. Trong lúc tập luyện, huấn luyện viên trưởng của chúng tôi hết sức tập trung. Trước khi trận đấu bắt đầu, ông ấy không nói nhiều với chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần thi đấu đúng như chiến thuật đã được tập luyện trước đó, cùng sự tự tin và tinh thần quyết tâm cao độ. Huấn luyện viên không nhắc chúng tôi phải đối đầu với ai. Ông ấy đề cao tinh thần đồng đội. Mọi người phải hết sức tập trung và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi đã làm được và giành chiến thắng." Sao Thái Lan cố tình lách luật để được đối đầu với Việt Nam? Hậu vệ Thiraton Bumathan đã có hành vi tẩy thẻ nhằm có thể chắc chắn được thi đấu trong trận đấu với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Có một chi tiết đáng chú ý trong trận đấu giữa Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, đó là tình huống câu giờ của cầu thủ Thiraton Bumathan. Ở phút bù giờ thứ 3 hiệp 2, hậu vệ cánh trái của đội tuyển Thái Lan đã tỏ ra chậm trễ trong việc đưa bóng trở lại cuộc chơi và anh đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài chính người Ấn Độ. Với tấm thẻ vàng này, Thiraton sẽ bị treo giò trận đấu với Malaysia diễn ra vào ngày 14 tháng 11, nhưng sẽ được trở lại và hoàn toàn sạch thẻ trong trận đấu với Việt Nam 5 ngày sau đó, 19 tháng 11. Thiraton Bumathan là một trong ba cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản của đội tuyển Thái Lan. Hai người còn lại là Chanathip và Thitithfan. Hậu vệ cánh trái này cũng là một trong những mắt xích quan trọng nhất để tạo nên bộ khung của đội bóng xứ chùa vàng dưới thời huấn luyện viên Nishino. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam rõ ràng là đối thủ khó khăn hơn so với Malaysia. Chính vì thế có thể hiểu được vì sao Thiraton Bumathan lại chấp nhận ngồi ngoài trong trận đấu với người Mã để có thể trở lại trong chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình của Việt Nam. Hành vi tẩy thẻ của Thiraton Bumathan có thể được coi là lách luật và hoàn toàn có thể phải nhận án phạt nếu bị điều tra. Trên thế giới, hai ngôi sao lớn của câu lạc bộ Real Madrid là Sergio Ramos và Dani Carvajal cũng đã từng bị phạt vì hành động tương tự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận bên dưới video. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video để người thân và bạn bè cùng sống trong nhịp đập của một thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ Bóng Đá 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!